Xin chào bạn, hôm trước thì mình có làm một cái bài cộng tác, làm một cái bài ở trên VnExpress về cái việc là các cái về cái mức độ mua xe trả góp tại thị trường Việt Nam. Thì sau khi thống kê của cả xe mới, xe cũ thì tại thị trường Việt Nam thì cái lượng người mua xe trả góp nó sẽ chiếm từ 30 đến 40%, tức là trung bình là cứ 100 xe ô tô bán ra thì có khoảng 30 đến 40 xe là trả góp. Tại sao nó không có một con số cụ thể? Bởi vì trong cái báo cáo đấy thì sẽ có một số hãng không, người ta không muốn chia sẻ cái dữ liệu bán hàng. Thực ra là người ta có thể thống kê được, nhưng mà vì một vài yếu tố khách quan hoặc chủ quan thì người ta sẽ không có muốn cung cấp cái số đó ra. Thì sau khi mà mình cùng với một anh nữa làm bài đấy thì tổng hợp lại được thì là ở Việt Nam thì là chiếm 30-40%, và cái tỷ lệ mua xe trả góp ở nhóm khách hàng muốn mua xe để chạy dịch vụ và ở trong Sài Gòn thì lớn hơn so với những khách hàng gọi là mua xe để chạy cá nhân. Ngoài ra nữa thì cái tỷ lệ mua vay trả góp nó cũng lớn hơn ở Sài Gòn, còn ở trong ngoài Bắc này thì cái tỷ lệ đấy nó thấp hơn một chút. Và các bạn có thể so sánh với các nước phát triển hoặc là các nước lớn thì cái tỷ lệ này nó sẽ rơi vào tầm từ 60 thậm chí là 80%. Thì các bạn sẽ thấy là người Việt Nam thì còn khá dè dặt với cái việc đó. Tại sao lại có cái tâm lý đó? Đầu tiên đấy là cái việc mua xe trả góp thì thường là sẽ tạo ra một cái tâm lý không thoải mái. Đó là việc là chúng ta bị một cái gọi là một cái mặc cảm, đấy là xe không phải xe của chúng ta mà là xe chúng ta mua chung với ngân hàng. Rõ ràng là ngân hàng cũng sẽ phải giữ lại các cái giấy tờ, ví dụ như đăng ký, đăng kiểm, và chỉ cho chúng ta cấp cái giấy thông hành thôi. Rồi cái yếu tố thứ hai nữa là đại đa số người dân Việt Nam đều coi ô tô là tài sản thay vì là tiêu sản. Thế cho nên là với cái tâm lý đó thì người ta sẽ có xu hướng là tích góp một cái khoản tiền, sau đó thì người ta mới mua xe, thay vì giống như các nước ngoài hay là ở các cái nước phát triển thì là người ta sẽ tiêu dùng trước và trả sau. Cái này thì nó cũng đúng với cả gọi là phong tục, với cả cũng giống với cả cái gọi là thói quen sinh hoạt thôi. Ở nước ngoài thì các bạn sẽ thấy là từ những cái việc nhỏ nhất là đều có thể là quẹt thẻ trước, ví dụ mua sắm tiêu dùng các thứ là người ta hay quẹt thẻ để trả trước, sau đấy thì người ta mới đi làm để trả lại cái phần đó. Tức là nôm na là người ta có thể là người ta sẵn sàng là người ta chi tiền, người ta vay để người ta gọi là trả trước cái phần mà người ta mua để mong muốn sở hữu một cái sản phẩm nào đó. Với ô tô cũng vậy thôi, còn ở Việt Nam thì có tâm lý là có bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu. Tuy nhiên là các bạn cũng nên có một cái lưu ý khi mà mua xe trả góp. Đầu tiên là cũng phải xác định cái năng lực tài chính, bởi vì rõ ràng là với cái mức lãi suất tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại ấy, thì khi các bạn mua một cái xe mà ví dụ như 1 tỷ đi, thì rõ ràng là các bạn đang phải trả sau khoảng 5 năm thì các bạn sẽ phải trả lên thành 130, khoảng mình cứ tính lãi suất trung bình bây giờ khoảng 12% một năm, 120 triệu, tức là sau khoảng 5 năm sử dụng thì cái xe này nó thành 1,5 tỷ rồi. Đấy, thì nên các bạn cũng có thể là cân nhắc về cái việc là có nên thực sự là mua xe trả góp hay không. Và cái tỷ lệ này thì ở trong cái bảng mình có thống kê thì là Volkswagen thì đang là hãng xe có cái tỷ lệ mua xe trả góp cao nhất, lên đến tận 70%. Có thể là do những người mà mua xe Volkswagen thì đều đã đi châu Âu về hoặc là công tác tại châu Âu, nên cái phong cách tiêu dùng người ta khác. Và hãng xe mà tỷ lệ trả góp thấp nhất là Toyota, chính tỏ là khách Toyota tiềm lực tài chính khá là mạnh, chỉ khoảng 25% thôi. Và mình sẽ hiển thị cái bảng ở đây để mọi người dễ theo dõi. Và mọi người nghĩ sao về việc là mua ô tô trả góp thì mọi người có thể cho biết mình biết ý kiến ở bên dưới phần bình luận. Và các bạn có những cái câu hỏi gì về việc mua xe trả góp ấy thì có thể cho mình biết ý kiến bên dưới phần bình luận thì mình sẽ giải đáp các thắc mắc của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.